Xin chào các bạn, Balance đã quay trở lại rồi đây. Nhìn trên màn hình các bạn thấy nào là biểu đồ, mũi tên, rồi ký hiệu đô la nữa thì biết ngay. Chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề xịn về quản trị đúng không nào? Theo những thống kê gần đây thì trên toàn thế giới cứ 3 phút là có một công ty phá sản, cứ 32 giây là thay thế một giám đốc điều hành. Các bạn thấy đấy, chính vì không ổn định như vậy mà có đến 96% công ty phá sản trong vòng 10 năm đầu thành lập. Wow, nghe cảm thấy áp lực quá trời quá đất luôn rồi. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có nhiều công ty phá sản như vậy chứ hả các bạn? Các thống kê này cũng chỉ ra 6 lý do dẫn đến kết cục đau lòng của 96% các công ty phá sản trong 10 năm đầu thành lập. Đó là nguyên nhân thứ nhất là do việc kinh doanh này không phải là niềm đam mê của người sáng lập doanh nghiệp. Nguyên nhân thứ hai và thứ ba là do ban quản lý thiếu tư duy kinh doanh, không đo lường trong chiến lược, năng lực quản lý và điều hành còn hạn chế là nguyên nhân thứ tư đó các bạn ạ. Tiếp theo, vì các doanh nghiệp không triển khai doanh thu, lợi nhuận cụ thể nên cũng phá sản. Cuối cùng, sản phẩm của doanh nghiệp không có tính cạnh tranh cao, nên thất bại là việc không khó dự đoán trước phải không nào? Biết được các nguyên nhân rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đến giải quyết chúng, đúng không nào các bạn? Trong khóa tương tác tuyệt chiêu xây dựng chiến lược sắp tới đây sẽ giúp bạn giải quyết được 4 lý do. 2 lý do còn lại sẽ được giải quyết trong khóa tương tác chiến lược đại dương xanh và công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam các bạn nha.